Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng Pha Phim Việt Nam phát hành xin hân hạnh giới thiệu bộ phim Võ Hoàng Yên Đại Chiến. Võ Lâm Trung Nguyên dậy sóng. 14 năm qua, trên giang hồ xuất hiện một môn phái võ công vô cùng hiểm độc, đó là môn phái Võ Hoàng Yên. Các anh em võ lâm độc đạo khốn khổ, từ phái Nga Mi, phái Võ Đàn hay các huynh đệ kế bàn ăn mày, ai cũng bị rút lưỡi, đập tai, bẻ giò. Có người thì mất mạng, có người thì tiền mất tật mang. Đặc biệt phái Thiếu Lâm thì ảnh hưởng nặng nề, đất đai xây chùa, tiền mua chung chùa đều về tay của bọn chúng. Ây da, các môn phái bắt đầu tập hợp lại và giải mã được bí kíp võ công của môn phái Võ Hoàng Yên, khiến cho môn phái này thân bại danh liệt. Cũng bí kíp này gồm có 10 chiêu, đã được trưởng môn của phái Đại Nam là Nguyễn Phương Hằng hóa giải. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ các vị cao nhân trong giang hồ để xem họ đánh giá như thế nào về năng lực của trưởng môn Võ Hoàng Yên. Mà theo như em thấy, ông Yên là một người hiền hay là một người dữ? Vì ông ra ngoài ông ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn mà không bao giờ biết giận, nhưng mà thật chất ông là như thế nào? Con người ông rất là thâm độc. Em nói thật sự, tại vì khi mà ông chửi em nhiều cái câu nó thật sự, rồi ông nói nhiều cái câu mà con người của ông là rất là ma mị. Tại vì biết sao không? Thì ông đi trị bệnh chị cũng thấy rồi, ông giống như mấy thằng Sơn Đông mà võ có cầm micro không à, cứ nói lên đạo lý rồi về phiên ăn chay niệm Phật dạy lực nhân quả, mà rút cuộc rồi ở trong nội bộ em thì khi đó là em giác ngộ ra là em thấy ổng không có làm gì để đúng, mà không phải là người tu. Khi mà em làm tài xế cho ổng mà em chạy em chở ổng, nó thật sự chị luôn, mỗi lần đi á chở ổng đi á là ổng toàn là ổng ở trong khách sạn đi kha không, cứ ngày mai ở khách sạn này, ngày mốt ở khách sạn kia, mà không có tu một ngày nào. Ông nói người tu là phải ở trong chùa, còn này người tu ở khách sạn với ở chỗ C3 không à. Em nói thật sự, em chở ổng mà em còn thấy xấu hổ quá. Mình đó là thầy mà tự nhiên đi vô không. Rồi cái nữa là theo như em biết là ổng có biết về thuốc men đồ không, hay là ổng lấy thuốc từ bên Tịnh Độ giao qua rồi ổng cho người ta? Ổng có biết về cái công nghệ thuốc men gì không? Thuốc men thì em hồi đó giờ chưa thấy ông ngồi bắt mạch bắt thuốc cho thuốc ai bao giờ. Ổng biết bắt mạch luôn. Cái đó là theo em là bắt mạch thì ổng cũng không biết bắt mạch gì, tại vì ổng có đời nào mà ổng ngồi bắt mạch đâu. Em nè, hôm nay em nói thật luôn nè, tại vì em những cái thuốc mà ổng cho là em tự ghi to ra đưa cho ổng và nguyên cái dạng đệ tử ổng luôn. Em nói thật sự 100%. Vì còn đi em mỗi lần em chặt thuốc ra ngoài đó hả, tụi nó không biết cái cây thuốc vậy là cây ổng, gì. Ổng không có một cái tài gì hết ngoài cái tài lừa đảo thôi. Thì đã biết ổng lừa đảo mà, tại vì em ở trong đó. Trời ơi, ra mà thấy ghi thuốc mà ghi lộn tên không à, tao nói uống cái này cũng chết đó nè. Người ta cái thứ nhất á, người ta phải biết được cái cây thuốc đó để là cái tính năng của nó. Còn cái này không biết dược tính, không biết cái gì hết trơn á. Nhiều khi thấy cây huyết rồng mà nói là cái cây gì, như hôm bữa em thấy cái ruồi mà để cái huyết rồng. Trời ơi, em nói còn á, toàn để lộn tên không à. Nó em nói thiệt, em ra cũng năm đó là năm 2015, 2016 là em kêu sửa lại hết á. Còn em chỉ từ cái loại cây này dược tính làm sao làm sao làm sao. Nhưng mà nếu vậy thì quá nguy hiểm, nếu mà ông bóc thuốc cho người ta uống vậy thì quá nguy hiểm, không trúng bệnh người ta còn nguy hiểm nữa. Thì cái đó ông làm. Bởi vì người nào vô uống vô cũng bị tiêu chảy hết, cũng được thấy bà luôn. Nhiều người nói uống vô 2-3 ngày là bỏ thuốc liền, không bao giờ theo hết được. Cái thứ nhất là mình phải biết được cái cơ thể của con người, người ta âm tính là hàn tính hay là nhiệt tính, và cái thuốc đó để trị cái loại bệnh gì. Khi mình phân cái thuốc đó vô, mình coi cơ địa người ta có hạp cái loại thuốc đó không, chứ không phải cho ầm bà lằng hết trơn á. Bây giờ thêm một lần nữa là quý vị được nghe là ông thằng Yên, thằng Lăng Băm này không hề biết gì thuốc, không hề biết bấm huyệt, không biết một cái gì hết, chỉ có kéo lưỡi đánh đập, bẻ cổ bẻ chân là cái đó theo, dùng theo bạo lực phản khoa học thôi, chứ ngoài ra về chức năng lương y là không có. Đúng không? Ý là như vậy đúng không?
Đó, nhiều người cũng nói như vậy. Bây giờ đưa đưa ra đấu với một người mà có cái khả năng chữa bệnh mà có học bài bản ra hoàn toàn là không có luôn. Đến đến như vậy mà người ta lại đưa nó lên tới tới một cái thần y lương y đó là qua đà tái thế, thật là khủng khiếp. Vậy thì theo khả theo em thấy nó có cái gì ưu điểm nhất mà nó có thể tồn tại được 14 năm, thì chị cũng thay mặt tất cả mọi người chị hỏi em. Thì đó, cái Mikago đó ông nói riết luôn đó, do cái miệng ông nói để cho người ta đặt lòng tin vô đó. Và cái thứ hai nữa là nguyên cái dàn của YouTuber đồ với mấy người đài truyền hình nó đi theo đặng bê em ổng lên. Chứ thật sự ra em nói thật sự á, bao nhiêu người câm điếc, bao nhiêu người bại liệt, đâu không có ai mà hết hết trơn á, chỉ giảm được lúc đó. Rồi cái thứ hai, cái thứ nhất là trị, nhất là đi phải có thuốc. Chứ còn bây giờ đi lại chỗ đó trị 3 ngày xong rồi mình lại Cà Mau 3 ngày, về Bình Phước trị 3 ngày, về Đà Nẵng trị 3 ngày, rút cuộc người ta chạy theo á, tiền mất mà tật Vậy thì mang. ổng lừa gạt niềm tin, ổng lừa gạt thời gian và ổng lấy luôn cái cơ hội chữa bệnh của người khác. Ví dụ thay vì bây giờ người ta bệnh bệnh như thế này, người ta đi bệnh viện thì người ta sẽ có thể hồi phục, còn cứ trông chờ để chờ gặp ổng thì rõ ràng là lừa thời gian, lừa niềm tin, lừa sức khỏe, lừa luôn tiền bạc, có nghĩa là lừa nhiều cái cách lừa, đúng không? Chứ không phải là niềm tin, không phải là sức khỏe đâu, mà luôn cả thời gian trông ngóng đợi chờ mà không lo sức khỏe cho mình, cứ hy vọng gặp một thằng lừa đảo. Bởi vậy ông chị chết người là do ông bị sai chỗ này nè, em nói thật sự. Khi ông Chỗ này quan trọng là mấy đứa nghe nè. ra mà tổ chức bệnh á, thì cái thứ nhất là không có bắt mạch. Chỉ vô hỏi ở bệnh gì là đè đập, đè khó thôi. Cái đó là cái chết. Tại vì sao? Khi con người mà trị bệnh, có người em lại em trị bệnh 2 ngày rồi tôi ăn chỉ được ổ bánh mì thôi, rồi vô cho tụi em đập, mà lúc đó đập nó đau dữ lắm. Rồi người ta sẽ xỉu liền. Chưa kể mấy người mà bị bệnh tim nữa, chỉ cần bấm cái là người ta xỉu liền, là người ta dễ bị nhồi máu cơ tim, người ta chết lắm. Bởi vậy á, chết là chết ngay chỗ mà người ta chờ đợi mấy ngày rồi không được bắt mạch, không được kiểm tra gì hết trơn á, không có được gì hết trơn á. Em dám nói 100% hỏi những người Có có đi nghĩa là chung ông gặp là ông dùng những cái chiêu phản khoa học của ông là ông quất thôi, chứ ông đập không vô cần biết là sức là khỏe người ta, lẽ ra là phải đo huyết áp đúng rồi. rồi phải coi sức khỏe người ta như thế nào trước khi mình tấn công vô người ta, mình làm cái gì mà nó đau đớn người ta là mình phải kiểm tra sức khỏe người ta. Cái tối thiểu nhất chị cũng có một cái câu suy nghĩ đó, chị cũng suy nghĩ, chị nghĩ là bây giờ vô đó chị nhìn bệnh nhân á toàn là mặt mày xanh lè xanh lét, rồi bệnh hoạn nhìn thể hiện ra một cái bệnh đàng hoàng mà không đo huyết áp mà cũng không chẩn đoán người ta cái gì, cứ vô là nói đau dai là bóp dai, nói cái gì là ông quất cái đó, ông không hề có một cái nào mà hỗ trợ, thậm chí là rất là nguy hiểm nữa. Cái nhất là phải có Chị cũng cái có một cái suy nghĩ đó.